Vâng, xin chào mọi người. Từ trước đến nay thì mình luôn luôn tìm kiếm những mẫu loa có bộ micro tốt để chúng ta có thể hát karaoke một cách dễ dàng nhất, một cách thoải mái và tiện lợi nhất. Ngày hôm nay thì là một chủ đề khác. Mình đã tìm ra cho mọi người một dòng loa để chúng ta mở nhạc, chúng ta thu hút khách hàng, chúng ta mở nhạc để cho khách đến những cái cửa hàng của chúng ta nghe nhạc dễ hơn, hoặc là chúng ta mở nhạc thu hút khách hàng. Đấy, đây là một dòng loa dùng để mở nhạc, bán hàng hoặc là mở nhạc, phục vụ âm nhạc cho những khách hàng khi chúng ta đến quán, đến cửa tiệm của chúng ta. Đây, đây là dòng loa Best BT3001 này mọi người. Đấy. Và mình sẽ review tại sao mà dòng loa này lại phù hợp để chúng ta bán hàng mà không phải là dùng chính để karaoke ở cùng phân khúc nhé. Nguyên bộ đó mọi người nè, 2 micro. Đây, một cái dây sạc như thế này. Đây mọi người. Nếu mình là một người chủ cửa hàng bán quần áo đi, bán giày dép, thì nếu mà một cái thiết bị phát âm thanh trong cửa hàng của mình thì mình yêu cầu nó phải đẹp là cái yếu tố đầu tiên. Đấy, đây là mọi người có thể nhìn vào cái ngoại hình đó nha. Mặt trước nó bằng kim loại mọi người nè. Đấy, mặt trước đây. Ok, rồi. Ở đây là loa thùng gỗ mọi người nè, nó được cái vuông vức. Đấy, và lớp này ưu điểm của nó, nếu chúng ta là một người khách hàng, khi chúng ta vô một cửa tiệm, chúng ta nhìn thoáng qua, chúng ta không có nhìn kỹ, thì nó rất là đẹp, nhìn rất là sang như gỗ thật. Đấy, nhưng mà có một cái khuyết điểm mọi người, nếu chúng ta đem ra ngoài trời mưa nhiều á thì nó sẽ không có được bền ở những cái lớp như thế này đâu. Lo thùng gỗ là nó, cái đó là cái yếu điểm của nó. Nhưng mà nếu chúng ta bước vào một cửa hàng ở tầm giá 3,2 triệu, lo này giá 3,2 triệu mọi người nhé, thì chúng ta nhìn một cái lo như thế này thì mình thấy rất là đẹp. Đó, cân đối, gọn gàng. Rồi, tiếp tục mọi người nè. Này, tay kéo, kéo có thể chúng ta đẩy đi. Chúng ta kéo đi mọi người nè. Đấy, kéo đi ha. Ở trước thì nó có, trước thì nó có một, hai cái bánh này để nó giữ, nó không có đi lung tung. Rồi, đây là ngoại hình của loa mọi người nha. Nó tương đối gọn. Bây giờ mình sẽ đo thử cái kích thước cho mọi người xem thử nó bao nhiêu cm ha. Chiều cao của nó là 57, chiều sâu là tính cả tay cầm đó là 38, chiều ngang là 36. Dòng loa này thì bass 30 mọi người nè, loa bass 30. Ok, rồi, nếu mình là một chủ một cái quán cà phê đây, nếu mình là chủ một quán cà phê thì có thể mở nhạc. Cái yêu cầu của mình nếu mà mở nhạc chính thì đó là những cái dòng nhạc không lời đó, những dòng nhạc nhẹ nhàng. Nếu mình là khách đi uống cà phê đây mọi người, mình vô những cái quán mà nó mở nhạc to cũng như là mở nhạc có lời mà nhiều quá thì mình rất là phân tâm. Tại vì mình đi quán cà phê thì mình cần cái sự yên tĩnh, mình cần nói chuyện với bạn bè đó, thì mở nhạc có lời thì nó hơi ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà những dòng loa có thể nghe nhạc không lời tốt thì đó sẽ là một cái ưu điểm. Nhưng mà những dòng loa kéo thì nó được cái tiện đó mọi người. Nhưng mà theo mình thấy thì những cái quán cà phê sang trọng hoặc là những quán cà phê đắt tiền quá thì mình thấy những cái dàn loa treo tường hình như nó sẽ phù hợp hơn. Cái này nó sẽ ở những phù hợp cho những quán cà phê ở phân khúc tầm trung và bình dân. Đấy. Rồi, đó là những cái trải nghiệm của riêng mình khi mình là một người đến một cái cửa tiệm quần áo hoặc một tiệm giày dép, quán ăn, quán cà phê nha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái bo mạch của nó và mình sẽ test thử âm thanh cho mọi người nghe nhé. Hiện tại mọi người nhìn nè, mọi người có thể xem đây. Đây là một cái phòng khác mình mới set up lại để hồi mình quay có thể nhiều hơn trên đây. Phòng này chiều ngang nó khoảng 4m, chiều sâu nó khoảng 7m. Thì cái không gian này khoảng 30m². Đấy, thì mình sẽ mở thử cho mọi người nghe thử nhé. Ok, rồi, test âm nhạc cho mọi người nghe thử. Dòng loa này mọi người, theo mình đánh giá lúc giờ mình test rất là nhiều thì mình nghe được so với những dòng loa tầm 3 triệu á. Dòng loa này là 3,2 triệu, so với những loa tầm 3 triệu thì dòng loa này, cái ưu của nó đó là phần nhạc, nhạc lớn, nhạc hay. Đấy, nhưng mà cái yếu điểm là mic nó hơi nặng. Đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta một cái để bán hàng thì mic cũng không phải là quá quan trọng. Cái mic nó sẽ làm cái phần hỗ trợ chúng ta khi chúng ta, ví dụ chúng ta họp để nói chuyện thì dễ. Luôn 1, 2, 3, 4. Chúng ta họp đông người thì chúng ta có cái mic để mình truyền tải đến mọi người cái thông điệp nó rõ ràng hơn. Cái thứ nhất, hai á là chúng ta có thể có những, chúng ta nói những cái chương trình khuyến mãi, chúng ta nói chứ không phải hát nhiều. Đó là cái điều ưu tiên. Mà cái này hát cũng tạm ổn chứ không phải là quá tệ nhé. Tí mình sẽ ca thử mọi người nghe thử nó được ở mức như thế nào.
Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho mọi người nghe. Nghe phần nhạc nha. Đây, ta thử với nhạc nhé. Đầu tiên theo mình như nãy mình đã nói đó mọi người, thì một dòng loa quan trọng nhất để quán karaoke hoặc là những cái quán cà phê mang đi hoặc là gì đó, thì mình nghĩ là nên mở những cái nhạc không lời. Nên bây giờ mình sẽ test thử nhạc không lời trước cho mọi người. Đây, nhạc không lời, nhạc phòng trà đi ha. Đấy, cái âm lượng này là mình sẽ để full đi, mình sẽ tính âm lượng ở trên đây. Đấy, rồi bass chém 50% nhé. Dạ. 50%. Rồi. Ok, đó là một phút để chúng ta nghe nhạc đó. Cũng có thể là chúng ta nghe nhạc không lời ở những cái không gian nó phù hợp, nhưng mà cũng có những lúc chúng ta cần phải nghe nhạc có lời thì mình sẽ mở thử nha. Lỡ mà nhân viên chúng ta cần, nhân viên ở những cửa hàng chúng ta cần mở nhạc thì chúng ta có thêm tinh thần thì mình sẽ mở thử những bài nhạc có lời thử nha. Cái này là khoảng 80% á, bass chém 50. Cầm em từ buổi sen ngàn, dòng ca ngọn em xiết bao, lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thật sao nao nao, tươi như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em, một cái bài khác thử. Rồi ok. Đối với những không gian nhỏ nhỏ, không gian nhỏ nhỏ thì chúng ta nên mở nhạc nhỏ nhỏ. Thì mở nhỏ nhỏ như thế nào đây? Chúng ta sẽ mở nhỏ âm lượng nhưng mà chúng ta sẽ tăng bass chép lên cao. Ví dụ đây, mình sẽ để full bass chép mọi người nhé. Mình sẽ để full bass chép này, hồi nãy là để 50%, bây giờ mình để full bass chép và âm lượng nó lại nhỏ lại thôi. Âm lượng để khoảng 25% nha mọi người nè. Đấy, để chúng ta có thể nghe nhạc nó sẽ tốt hơn ở những cái quán mà chúng ta cần nghe nhạc nhẹ nhàng, nhỏ nhưng mà tiếng nó rõ. Thử nhé. Ok, đấy. Mình nghĩ là những cái quán cà phê cũng không cần phải lo nó phải công suất nó phải quá lớn đâu. Cần sao cho chúng ta nghe để chúng ta không có bị mệt, không có bị khó chịu. Đó là cái điều ưu tiên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần bo mạch của dòng loa này mọi người nhé. Phần bo mạch này. Rồi. Bo mạch của nó là volume bass chép, echo delay dành cho mic này, này là guitar. Đấy, rồi. Ở đây có nút, ở đây là chúng ta nghe nhạc bằng dây. Nhưng mà thường mọi người, nếu chúng ta mở nhạc cho khách nghe thì chúng ta nên mua cái USB chúng ta tải vào đây hoặc cái thẻ nhớ bự chúng ta gắn vào đây đó, nó đỡ tốn pin điện thoại, rất là tiện hơn. Cắm sạc thì chúng ta sẽ xài điện trực tiếp, chúng ta sẽ cắm trực tiếp ở đây đó. Mà thường thì mình nghĩ là những cửa hàng thì sẽ có thời gian là
những một số thời gian mình cứ nghe nhạc xong tới giờ nghỉ thì mình nên sạc, sạc rồi xong lại xài liên tục như vậy. Mình mở nhỏ nhỏ thì không có vấn đề gì cả. Rồi ok, đó là phần đó mọi người nha. Còn chỗ này mình quên nói mọi người nè, những cái loa mà nó thiết kế cái phần gỗ mọi người nè, nó bằng như thế này nè, nó có một cái ưu điểm mọi người là sau một thời gian nếu mà cái mặt này nó bị trầy, bị bể, bị cũ gì đó, hoặc chúng ta muốn đổi màu đi để cho nó phù hợp với không gian chúng ta, chúng ta sẽ cần bỏ ra khoảng 200.000 á. Khoảng 200.000 thì chúng ta có thể dán những lớp decal khác lên như vậy. Thì ngày trước mình đã từng dán rồi đó, từng dán để, tại vì có một số anh mua cho thuê á đó, nên ảnh sẽ dán để cho nó đỡ bị cũ đó, thì mình mọi người có thể dán lại sau này nếu nó bị cũ, bị hư. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho mọi người nghe cái mic nhé. Không đồng nghĩa dòng loa này là dòng loa bán hàng, nhưng mà mic nó cũng nó quá tệ đâu. Chung là nó không có, so với những loa ngang mức giá thì ở tầm 3 triệu mọi người, thì cái này ưu điểm của nó là phần nhạc ok, nhưng mà phần mic bù lại thì phần mic nó sẽ bớt lại được, cái này sẽ mất cái kia. Rồi mình sẽ thử cho mọi người nghe cái mic nhé. Có hai mic nè. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Cái mic nó hơi nặng hơn chút so với những loa ngang tầm giá. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Thấm ca thử mình nghe bài nhé. Đấy. Kara, ok. Thử bài đoạn tiệc thử nè. Đoạn tiệc Tông Nam. Thử cái. Còn bài này dính bản quyền á. Người đợi mình chút nha, mình thử một bài khác đi. Thích thì đến cõi nhớ. Thứ ba nha. Đừng như thói quen đi. Đây. Thử bài nhạc trẻ mọi người nha. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Em từng là duy nhất, là cả con trời trong. Nhưng đến bây giờ em vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Yêu gần lại một chút để biết ta gần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Trong tim cứ thế trôi đi, lặng nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia xa lối đâu, cô đang về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để yêu một người, chỉ còn là giấc mơ. Nó hút như thế nào nhé. Để này hiện tại nãy giờ để khoảng âm lực 65% rồi. Lượt đây, mọi người có thể xem cái điện mình này. Lượt 1 2 3 4 5 6 7. Nàng như một đóa hồng vàng, hương sắc theo hồn theo những ngày dài. Ok. Đây. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi video. Thì kết lại đi ở tầm loa tầm giá 3 triệu, cho nó là giá hiện tại là 3 triệu 2 nha. Giá có thể thay đổi nha mọi người nha, theo thị trường. Thì giá này là 3 triệu 2, mọi người có thể tham khảo chúng ta sử dụng để chúng ta mở nhạc, chúng ta bán hàng ở những quán karaoke. Xin lỗi, ở những quán cà phê, những shop quần áo, shop thời trang, những quán ăn, quán cà phê lưu động. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.